Nhưng hoàng đế biết rằng đã rất là một bậc thánh nhân, vì ở Ấn Độ tổ thứ 24 là tôn giả sư tử, khi bị chặt đầu thì không chảy máu mà chỉ chảy nước sữa màu trắng. Điều này chứng minh nhân thể thuần dương vô âm, vì vô lậu không có vô minh nên âm đều biến thành dương. Có người hỏi: Bạch thầy, vừa rồi thầy nói đại sư Huệ Khả tính rất nóng, làm sao không có vô minh? Cần biết rõ tính nóng của đại sư Huệ Khả là tính nóng của đại nhẫn, đại dũng, đại trí, đại huệ, hoàn toàn không giống tính nóng như bom nổ của quý vị và tôi. Quý vị cần nghe cho rõ ràng, tính nóng của mỗi người không giống nhau. Tính nóng của trí huệ là có thể nhẫn với nhân quả tuần hoàn, không có làm ngược lại với đạo lý. Hoàng đế sau khi biết đại sư Huệ Khả là vị nhục thân Bồ Tát, bèn sanh lòng sám hối. Có một vị Bồ Tát ở nước ta mà trẫm không biết bảo hộ lại đem ngài giết đi. Bèn ra lệnh văn võ đại thần đều phải quy y nhị khổ tổ Huệ Khả. Tuy ngài chết đi nhưng vẫn có thể thâu nhận được một số đệ tử như thế. Đời tùy tam tổ tăng sán, không ai biết thân thế danh tánh của ngài. Lúc ngài gặp nhị tổ, toàn thân ngài đều là ghẻ lác, giống như người mắc bệnh phong cùi. Nhị tổ hỏi: Ông từ đâu đến đây làm gì? Con đến quy y hòa thượng cầu học Phật Pháp. Ông mắc bệnh như vậy thật không thanh tịnh, làm sao có thể học được Phật Pháp? Tam tổ vốn rất thông minh, còn thông minh hơn nhị tổ nữa, bèn thưa: Con là người có bệnh, mà ngài là một bậc hòa thượng, như tâm ngài và tâm con không có gì sai khác. Nhị tổ nghe nói liền biết người này không phải tầm thường, liền nói: Không cần nói nữa, ta đã biết rồi. Nói xong bèn truyền pháp cho tam tổ và dạy tam tổ phải ẩn trốn để tránh sự sát hại của dư đảng Bồ Đề Lưu Chi, không nên để cho người biết ta đã truyền pháp cho ông. Vì thế tam tổ tăng sán học cách của nhị tổ, giả dạng điên cuồng âm thầm đi các nơi giáo hóa chúng sanh. Lúc đó gặp lúc Bắc Chu Vũ Đế tiêu diệt Phật Pháp nên ngài ẩn cư trong núi hơn mười mấy năm. Trên núi vốn có rất nhiều xài lang hổ báo, nhưng khi ngài vừa đến ở đây, các loài động vật đó đều bỏ đi hết. Sau khi truyền pháp cho tứ tổ đạo tín, tam tổ bèn thiết thiên tăng trai, thỉnh 1.000 vị tăng thọ trai cúng dường, trai đàn hoàn mãn. Ngài bèn nói với đại chúng: Các ông cho rằng kiết già ngồi chết là phương pháp hay nhất, nay ta cho các ông xem một cách chết đặc biệt. Sự sanh tử của tôi rất tự do, không bị hạn chế của thời gian. Nói xong, tay trái cầm lấy cành cây, chân giơ lên như thế mà an nhiên thị tịch. Lúc ngài viên tịch là bao nhiêu tuổi, là người ở địa phương nào, thân thế ra sao, đều không ai biết. Có người nghe xong rất kinh sợ, nghĩ rằng vị tổ thứ nhất là Bồ Đề Đạt Ma bị đầu độc chết, vị tổ thứ hai bị giết chết, vị tổ thứ ba thì nắm lấy cành cây mà thác. Tôi thiệt không dám làm tổ sư, nguy hiểm quá. Quý vị muốn làm cũng làm không được, vì không có khả năng làm, vì quý vị sợ chết. Làm tổ sư có nghĩa là không sợ chết, xem tử và sanh đều giống nhau, không có gì sai khác. Cho nên nói rằng phiền não tức Bồ Đề, sanh tử tức Niết Bàn, dạo chơi nhân gian, giáo hóa chúng sanh, đó mới có thể làm tổ sư. Quý vị nhát gan như thế, có lòng sợ sệt, ngay làm đồ đệ của tổ sư cũng còn không được. Tổ sư đều không sợ khổ, không sợ tai nạn, không sợ sanh, không sợ chết. Quý vị không sợ chết thì mới có thể làm tổ sư. Nay nếu ai không sợ chết, tôi liền phong người đó là tổ sư. Tứ tổ đạo tín lúc nhỏ theo tam tổ tăng sán xuất gia học đạo, 60 năm ngồi không nằm, đôi mắt thường nhắm, dụng công biện đạo, không phải ngày ngủ. Khi ngài mở mắt, người thường đều giật mình kinh sợ, giống như bị động đất. Tại sao vậy? Không ai biết được, nhưng đó chính là uy đức của ngài. Đường triều Trinh Quán, năm thứ 17 công nguyên, năm 644, Thái Tông phái sứ thần mời ngài đến hoàng cung để cúng dường, lễ ngài làm thầy. Nếu như pháp sư đời nay hoàng đế không mời, cũng tìm cách gặp hoàng đế, dựa dẫm vào, huống chi nay được lễ bái cung thỉnh. Nhưng tứ tổ đã từ chối, lựa lời nói: Tôi niên kỷ đã lớn, đi cũng đi không nổi, tuổi già sức yếu cho nên không thể đi đến kinh thành được. Sứ thần trở về tâu lên hoàng đế. Hoàng đế nói: Người quay về nói với tứ tổ, bất luận là ngài lớn tuổi đến đâu đi nữa, ta vẫn mời ngài vào hoàng cung cúng dường. Sứ giả đành đi đến chỗ tứ tổ, thưa với ngài rằng hoàng thượng nói bất luận là ngài già yếu đến đâu cũng dùng kiệu để rước ngài vào hoàng cung để cúng dường. Ngày xưa không có máy bay, không giống như bây giờ giao thông rất tiện lợi. Tứ tổ trả lời:
Không được, tôi đã quá già, nếu như ông nhất định muốn tôi đi thì chặt đầu tôi mà đem đi, chớ tâm của tôi dù thế nào đi nữa cũng nhất quyết không đi. Sứ giả không có cách nào, đành trở về đem sự việc như thế báo cáo hoàng đế. Vị hòa thượng đó thật là kỳ lạ, cũng không biết nhân tình thế thái. Ông ta nói dù chặt đầu ông ta cũng không đến gặp bệ hạ. Được, khanh hãy đi đem đầu ông ta mang về đây. Vua dùng một cái hộp, trong hộp đó có đựng một thanh gươm bén, giao cho sứ thần và nói: cầm lấy thanh gươm này chặt đầu ông ta mang về đây. Nhưng lúc sắp khởi hành, hoàng đế lại nói với sứ thần: dù thế nào đi nữa khanh cũng không được làm tổn thương đến vị hòa thượng đó. Sứ thần hiểu rõ thâm ý của hoàng đế, liền quay trở lại đến chỗ của tứ tổ và nói: lão hòa thượng, rốt cuộc ngài có đi hay không? Nếu không đi, thanh gươm này sẽ dùng để chặt đầu ngài, đem đầu ngài đi gặp hoàng thượng. Tổ sư Đạo Tín nói: tốt lắm, đầu của tôi có thể gặp hoàng thượng, đó là vinh dự của tôi, mời ngài lại chặt đầu của tôi đi. Sứ thần cầm thanh gươm làm điệu bộ như chặt đầu tứ tổ, nhưng nhìn thấy tứ tổ quả nhiên giơ đầu ra chịu chém không chút sợ sệt, bèn bỏ gươm xuống cất lại vào hộp. Tổ sư Đạo Tín nhắm mắt chờ sứ thần chém đầu, nhưng chờ rất lâu mà không thấy động tĩnh, bèn tức giận la lên: tại sao ngươi không chặt đầu ta? Tình hình lúc này cũng không khác gì trường hợp của nhị tổ. Sứ thần nói: nhà vua sai tôi chỉ được nói như vậy, nhưng không được làm tổn hại đến ngài. Tổ sư Đạo Tín nghe xong cười lớn nói: nay ông đã biết trên thế gian thiệt có người không sợ chết. Tứ tổ họ Tư Mã, xuất gia pháp danh Đạo Tín, là một dòng họ có danh vọng thời bấy giờ, từ nhỏ xuất gia học đạo, tại thế 72 năm, 60 năm, lương không dính chiếu, đã thành tựu cảnh giới bất khả tư nghì. Có lần ngài đang ở trên núi tu đạo, có một đám giặc cướp bao vây thành khoảng hơn 100 ngày. Lương thực trong thành cùng với nước uống đều dứt tuyệt, khô kiệt. Đại sư nhìn thấy tình hình như thế, bèn đến trong thành dạy tất cả quan quân và dân chúng tụng Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Niệm không bao lâu, giặc cướp bèn rút lui, giếng nước đang khô cạn tự nhiên tràn ra những dòng nước ngọt. Đây là một cảnh giới cảm ứng. Lúc đó, ngài dùng Phật nhãn quan sát, thấy núi phá đầu ở Hà Bắc, có mây tía xoay quanh, bao trùm cả khu núi đó. Những vầng mây tía này là điều báo điểm lành. Vì thế, ngài bèn đến trú ngụ tại ngọn núi này và đổi tên núi là Song Phong Sơn. Ngài giáo hóa những chúng sinh cao cường khó độ, mong cho họ bỏ ác làm lành, nhưng họ cứ y theo đường cũ, tiếp tục làm ác, không nghe theo lời giáo hóa. Tứ tổ nhẫn nại áp dụng mọi loại pháp môn phương tiện quyền xảo, khiến cho họ bỏ tà quy chánh. Trong hơn 40 năm hoằng dương Phật Pháp, ngài giáo hóa chúng sanh nhiều vô số. Một ngày nọ, tứ tổ nói với đồ chúng rằng: các ông phải làm cho ta một cái tháp, ta sắp đi rồi. Khi bảo tháp vừa xây xong, đời Đường Vĩnh Huy năm thứ hai, công nguyên năm 651, ngày 24 tháng 9 nhuận, tứ tổ không bệnh mà phiên tịch, đồ đệ của ngài liền đặt ngài vào trong bảo tháp làm bằng đá. Bảo tháp vốn dùng khóa sắt khóa cẩn thận, một năm sau đó cửa tháp tự động mở ra. Đồ chúng thấy tứ tổ vẫn đoan nhiên chánh tọa bên trong, sinh động giống như lúc sống, nhưng thịt thì đã khô. Ngũ tổ Hoàng Nhẫn nhìn thấy tướng hảo của tứ tổ như vậy rất hoan hỉ. Ngài bèn dùng vải dầu phết vàng giữ gìn nhục thể của tứ tổ. Cho đến ngày nay, nhục thể của tứ tổ vẫn còn lưu lại cho người đời lễ bái, chiêm ngưỡng, cúng dường. Đường triều ngũ tổ Hoàng Nhẫn họ Châu là người Hoàng Mai, huyện Hoàng Mai nơi thuộc tỉnh Hồ Bắc, núi Song Phong thuộc huyện Hoàng Mai. 7 tuổi xuất gia bái tứ tổ làm thầy, 13 tuổi thọ sa di giới, tánh tình hồn hậu ít nói. Tùy các bậc đồng học nhiều lần ăn hiếp khinh thường, ngài vẫn bình thản, xem như không có gì xảy ra. Ban ngày theo chúng công quả, việc gì cũng làm. Ban đêm ngồi thiền nhiếp trì thân tâm, không nói chuyện thị phi. Đi theo tứ tổ 30 năm tu học Phật Pháp. Ngũ tổ thân cao 8 thước, tướng mạo kỳ đặc. Ngài trú trên ngọn núi Bằng Mộng, phía đông của núi Song Phong. Vì thế đương thời gọi là Đông Sơn Pháp Môn. Có lần nhìn thấy một đám giặc cướp bao vây thành Hồ Bắc, ngăn chặn tất cả đường xá giao thông. Ngũ tổ từ Đông Sơn đi vào trong thành. Lúc bọn giặc cướp trông thấy ngài sợ hãi không còn hồn vía, vì đám giặc cướp thấy không phải là tổ sư mà là vị Kim Giáp Kim Cang Vương Bồ Tát, tay cầm bảo khí oai đức lẫm liệt, hào quang sáng ngời. Giặc cướp tứ tán rút lui, nhờ đó mà thành được giải vây. Đại sư làm sao có thể biến hiện thân Kim Cang Vương Bồ Tát? Vì ngũ tổ là bậc chân tu, lại thường hay tụng chú Lăng Nghiêm,
Chú Lăng Nghiêm nói, nếu ai nhất tâm tụng trì chú Lăng Nghiêm thì sẽ được 84.000 Kim Cang Tạng Bồ Tát bảo hộ trong bất cứ mọi trường hợp nguy hiểm tai nạn nào. Vua Cao Tông Đời Đường nhiều lần hạ chiếu mời đại sư đến hoàng cung cúng dường, nhưng đều bị đại sư khéo léo từ chối. Sau cùng hoàng đế liền cho người mang nhiều lễ vật, thuốc men quý giá đến cúng dường Ngũ Tổ. Đường Hàm Hành. Năm thứ 5, công nguyên năm 674, Ngũ Tổ nói với đệ tử rằng, các ông làm cho ta một ngôi tháp, ta sắp đi rồi. Tháng sau, vào ngày 14, ngài lại hỏi, tháp đã chuẩn bị xong chưa? Chúng đệ tử trả lời, bạch đại sư, tháp đã xây xong rồi. Nhiều năm qua, ta giáo hóa chúng sanh, độ hóa người có duyên và phú pháp cho lục tổ huệ năng. Này các ông có 10 người là bậc pháp tự, hãy kiến lập đạo tràng, hộ trì Phật Pháp, hoàng dương chánh pháp, giáo hóa chúng sanh. 10 vị đại đệ tử, tức là Thần Tú, Trí Thâm, Huệ Tạng, Huyền Ước, Lão An, Pháp Như, Trí Đức, Nghĩa Phương, Huệ Năng và Lưu Chủ Bộ, Ngũ Tổ, đưa tiễn 10 vị này đi khắp các nơi giáo hóa chúng sanh. Không lâu Ngũ Tổ an tọa mà nhập Niết Bàn, suốt 74 năm, rộng mở giáo pháp, đổ chúng rất đông, chuyển y bác cho Đại sư Huệ Năng. Trên đây đã lược thuật Tây Thiên Tổ thứ 28 Bồ Đề Đạt Ma đã đem pháp truyền vào phương Đông là Sơ Tổ Thiền Tông Trung Quốc, đời đời nối tiếp nhất phái đơn truyền, bẩm thừa chánh pháp nhãn tạng của Đức Thích Ca Mâu Ni cho đến sự tích của Đức Lục Tổ Huệ Năng. Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh Lược Tự do Pháp Hải Thiền Sư, đệ tử đắc pháp của Lục Tổ biên soạn ghi lại sự tích sanh bình của Lục Tổ. Đại sư tên là Huệ Năng, thân phụ của ngài họ Lư, Húy Hạnh Thao, thân mẫu của ngài là Lý Thị. Ngài sanh vào Đời Đường niên hiệu Trinh Quán năm thứ 12, nhằm năm Mậu Tuất tháng 2, ngày mùng 8 giờ Tý. Lúc sanh ngài có một đạo hào quang chiếu lên hư không, lại có mùi thơm xông khắp cả nhà. Trời vừa rạng sáng có hai vị tăng lạ mặt đến xin viếng và gọi thân phụ ngài mà nói rằng, nhân có đứa nhỏ sanh ngày đêm qua, nay chúng tôi đến đặt tên dùm, nên đặt trên chữ Huệ, dưới chữ Năng. Thân phụ ngài hỏi, sao gọi là Huệ Năng? Một vị tăng đáp, Huệ nghĩa là đem pháp Huệ mà thí cho chúng sanh, Năng nghĩa là làm được việc Phật. Nói rồi hai vị tăng liền đi ra, chẳng biết đi xứ nào. Đại sư khi lọt lòng mẹ không bú sữa, ban đêm có thần nhân dưới nước cam lồ cho ngài giảng. Đại sư tên Huệ Năng, cha tên Lư Hạnh Thao, mẹ họ Lý. Đại sư sanh vào Đời Đường Trinh Quán năm thứ 12, công nguyên năm 638, giờ Tý, mùng 8 tháng 2 năm Mậu Tuất. Lúc ngài ra đời, hào quang chiếu sáng hư không, giống như Phật đỉnh phóng quang, hương lạ đầy nhà. Sáng sớm ngày hôm sau, có hai vị dị tăng đến viếng thăm nói, đứa trẻ ra đời tối hôm qua cùng với Phật Pháp có duyên, vì thế chúng tôi đến đây xin được đặt tên cho đứa bé, Thượng Huệ Hạ Năng là tên. Cha của ngài không hiểu, bèn hỏi, tại sao gọi là Huệ Năng? Tăng đáp, Huệ là dùng Phật Pháp, Huệ thí chúng sanh, Năng là có thể hoằng dương Phật Pháp. Nói xong liền đi mất, không biết đi đâu. Huệ Năng sinh ra không uống sữa mẹ mà tự lớn. Theo truyền thuyết, mỗi đêm đều có thần nhân đến cho uống nước cam lồ. Đến lớn 24 tuổi, ngài nhờ nghe kinh mà ngộ đạo, ngài đến viếng Ngũ Tổ Hoàng Mai mà cầu ấn khả. Giảng, một ngày nọ, Huệ Năng đang bán củi, nghe một người khách tụng kinh Kim Cang, nghe đến câu ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, liền lập tức khai ngộ. Hiện nay có nhiều người đã từng nghe qua kinh Kim Cang, nhưng không có ai khai ngộ. Tôi hy vọng ở Tây Phương có người nghe đến câu ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, có thể hiểu rõ nghĩa lý mà lập tức khai ngộ. Sau khi khai ngộ, đại sư không có đi khắp nơi rêu rao, xem nè, tôi đã khai ngộ rồi. Ngài không giống như một số người hiện nay, chỉ mới hiểu có một chút kiến thức nông cạn về Phật Pháp, bèn đi khắp nơi khoe khoang mình đã khai ngộ. Người xưa dù đã khai ngộ cũng không dám khinh suất nói rằng mình đã khai ngộ, hà huống những người vốn chưa khai ngộ càng không nên đi khắp nơi tuyên dương khoe khoang như vậy. Nếu đã khai ngộ, cần phải đi tìm một vị thiện tri thức, mắt sáng, minh nhãn để chứng minh. Đó chính là nguyên nhân mà Lục Tổ đi Hoàng Mai cầu Ngũ Tổ ấn chứng. Từ xưa đến nay, người giác ngộ không bao giờ dám tự mình ấn chứng mình, không giống như người bây giờ, chưa ngộ nói ngộ, phạm đại vọng ngữ, cần phải biết ngộ và chưa ngộ, sai khác một trời một vực. Làm sao có thể chân ngụy không phân biệt được, lấy giả thay thật, mắt cá lẫn vào hạt châu, nhắm mắt nói mò ư. Hiện nay, lại có một số thanh niên vô ý thức, sau khi hút ma túy LSD, say túy lúy, mất hết trí khôn,
Lúc đó ma vương mê hoặc thế gian giả làm thiện tri thức mà chứng minh cho họ rằng đúng rồi, ngươi đã đạt đến cảnh giới không, nhưng mà ngươi không thể nào ở trong hư không, cần phải trở về chỗ tôi. Tôi có phòng ốc, có nhà cửa, lại có nơi nghỉ mát, thoải mái, tiện nghi. Những người này nghe xong liền bái ma vương làm thầy. Thật ra mấy người ác tri thức đó vốn cũng không biết mình là thiệt hay giả, cho nên có câu thầy trò cũng mê mờ, người mù dắt người đuôi vậy. Cho nên chúng ta cần phải dùng kinh điển để chứng minh. Kinh điển hoàn toàn không có nói người ngu đó đang ở trong hư không xây dựng phòng ốc. Dù hiện nay hỏa tiễn có thể bay đến mặt trăng, nhưng trong không trung thì không thể nào kiến lập lầu cát được. Làm sao có thể lập luận ấu trĩ như vậy? Hiện nay chúng ta rất bận rộn, sáng sớm 4 giờ đã thức dậy tụng kinh. Chúng ta ở trên mặt đất này bận rộn xây dựng nhà cửa nhưng không thể xây dựng được ở hư không. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta đang ở trên mặt đất, cho nên nhà cửa cũng cần phải xây dựng trên mặt đất. Chúng ta quên mất thân này mà tạo thân kim cang, thân này giống như nhà ở của chúng ta, rồi một ngày nào đó bị hư hoại đi. Nay từ sớm đến tối chúng ta bận rộn nung đúc rèn luyện, đến cuối cùng có thể tu hành đạt đến thân kim cang bất hoại. Sau khi thành tựu thân kim cang bất hoại thì có thể tùy tâm sở dục mà đi vào hư không, trên có thể lên đến trời, dưới có thể đi xuống đất hoặc đến Long Cung cũng được. Không cần hộ chiếu hoặc hành trình cũng có thể đi đến đích, phi hành tự tại khắp nơi. Nhưng đầu tiên quý vị cần phải tu cái thân bất hoại mới có thể đạt cảnh giới này. Ngũ Tổ xem đại sư, nhận ra ngài có tài đức xứng đáng nên phú trúc y bát và dạy ngài nối ngôi tổ sư. Lúc ấy nhằm đời Đường Cao Tông, nguyên niên Long Sóc năm Tân Dậu. Ngài qua phương Nam ẩn dật 16 năm, giảng sau khi rời khỏi Hoàng Mai, Lục Tổ không có một chỗ trú ngụ an toàn vì đồ đệ của Thần Tú và các giáo phái khác muốn hãm hại ngài. Vì thế đại sư lánh nạn trong nhóm thợ săn suốt 16 năm. Trong thời gian này không ai biết ngài là Lục Tổ. Ngài một mặt dụng công tu thiền định, đồng thời làm công việc canh giữ lưới cho đám người thợ săn. Nếu thấy trong lưới có chim thú, ngài đều tìm đủ mọi cách phóng sanh chúng. Lúc này ngài có đủ thời gian để tu hành viên mãn công phu của mình mà không bị ai quấy rầy. Nếu quý vị không chân chánh tu hành thì mọi chuyện đều êm thuận. Một khi phát tâm tu hành thì ma chướng từ bốn phương tám hướng kéo đến và tất cả các hiện tượng không tưởng tượng được đều có thể phát sanh. Trong thời gian 16 năm cùng sống với nhóm người thợ săn, Lục Tổ được an ổn. Đây là một sự ẩn náu một cách sáng suốt, không cầu danh, không cầu lợi, không gây thiệt hại cho người mà là chân chánh dụng công tu hành. Đến ngày mùng 8 tháng Giêng năm Bính Tý, đời Đường Cao Tông, nguyên niên Nghi Phụng, ngài cùng Ấn Tông Pháp Sư luận bàn đạo lý sâu màu. Ấn Tông Pháp Sư khế ngộ tông chỉ của đại sư, giảng hai người đã thảo luận nhiều lần, đưa ra cách nhìn của mình về đạo lý. Thế thì ai hỏi ai? Đó là Pháp Sư Ấn Tông hỏi Lục Tổ đại sư vậy. Lục Tổ đã giải quyết vấn đề tranh luận phớn động hay gió động, thật ra là tâm động. Pháp sư Ấn Tông rất kinh ngạc nghe một người tại gia mà có thể nói ra đạo lý thâm sâu như vậy, bèn lập tức rời pháp tòa cung thỉnh Lục Tổ vào trong liêu của mình đàm luận. Ấn Tông pháp sư hỏi: "Ông từ đâu đến, tên họ là gì?" Pháp sư Ấn Tông sau khi biết vị tại gia này là đệ tử đắc pháp của Ngũ Tổ, là người đã được Ngũ Tổ truyền cho y bát, ngài lập tức đảnh lễ Lục Tổ, sau đó cầu hỏi những đạo lý nhiệm màu sâu sắc trong kinh sách, thảo luận về gió động phớn động. Sau khi cùng với Lục Tổ luận bàn xong, đại sư Ấn Tông mới hiểu rõ và ngộ được nghĩa lý của Thiền Tông. Ngày rằm tháng ấy, Ấn Tông Pháp Sư nhóm hết tứ chúng mà xuống tóc cho đại sư, rồi qua mùng 8 tháng 2 lại nhóm hết các vị danh đức mà truyền thọ cụ túc giới cho ngài. Trí Quang luật sư ở Tây Kinh làm thọ giới sư, giảng: "Vào ngày rằm tháng Giêng, Pháp Sư Ấn Tông tập hợp tứ chúng tỳ khưu, tỳ khưu ni, yêu bà tắc, yêu bà di, cử hành nghi lễ thế độ cho Lục Tổ đại sư, khiến cho hiển hiện tướng xuất gia mà thành tỳ khưu. Người xuất gia có rất nhiều lý do xuất gia không giống nhau, có người vì cuộc sống khó khăn, nhìn thấy người xuất gia được người cúng dường, có cái ăn, có cái mặc, vì thế mà xuất gia. Có người xuất gia vì tuổi già không có con cái chăm sóc, họ nghĩ, sau khi ta xuất gia, thâu nhận một đứa đệ tử trẻ tuổi, nó sẽ lo lắng chăm sóc cho ta giống như con ta vậy. Có người vì đã từng làm trộm cướp hoặc vì trốn tránh pháp luật, sau khi xuống gia xuất gia xuống tóc, có thể tránh được nạn chánh phủ bắt được chém đầu họ. Có người lúc còn nhỏ đã bị đưa đến chùa xuất gia. Đây là một vài lý do mà người ta xuất gia. Sau khi xuất gia có thể chân chánh dụng công tu hành hay không thì thật là khó nói. Có người mê tín, mê mà có lòng tin,
Nhưng một vài bậc cha mẹ thấy con mình bệnh nặng bèn nghĩ rằng con của mình có thể chết vì bệnh, cần nên đem nó đến chùa cho xuất gia. Do vì mê tín, cha mẹ bèn đưa con vào chùa. Người mê tín còn có chỗ hy vọng. Lại có người thì tín mê, tin vào những điều mê lầm, tức là chuyên tin theo những lập luận tà tri tà kiến, tùy theo những tư tưởng không chính xác mà chuyển biến theo. Thật là như lời người ta thường nói, mê trong mê. Có người thì mê mà không tin, vừa mê lại vừa không tin. Trong cái mê của họ không tin tưởng vào bất cứ việc gì, nhưng có người thì tin mà không mê. Những người này dùng chân tâm học Phật Pháp, cho đến khi hiểu rõ chân lý thì không còn mê mờ nữa. Những người xuất gia này có thể chân chánh dụng công tu học hay không cũng không chắc chắn lắm, hoặc có thể có 1 hoặc 2% chân chánh tu học Phật Pháp. Thế nhưng nếu quý vị hạ quyết tâm nhất quyết khai ngộ để liễu sanh thoát tử, thì sau khi xuất gia có thể siêng năng nỗ lực dụng công tu hành. Có một vài người xuất nhà thế gian, tức ra khỏi nhà tam thế, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Sau khi ra khỏi tam giới sẽ không còn chấp vào dục sắc, giới sắc, vô sắc giới, vì họ không còn chỗ chấp trước xem tam giới như hoa đốm giữa hư không. Cho nên nói vượt ra khỏi sự trói buộc của tam giới, ra khỏi nhà tam giới. Có vài người xuất phiền não ra. Nếu quý vị xuất gia mà không đoạn phiền não thì không thể đắc đạo. Vì thế nhất định phải trừ phiền não. Lục tổ là một ví dụ đặc biệt, không giống như các lý do đã nói ở trên. Vì ngài đã đạt đến cảnh giới tự do tự tại, xuất gia hay không xuất gia cũng không có gì sai biệt. Lúc còn là cư sĩ, ngài thực hành Bồ Tát Đạo, không giống như những người tại gia tầm thường khác. Mùng 8 tháng 2 là ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất gia. Trong ngày này tập trung các bậc cao tăng đại đức trong 10 phương. Pháp sư Trung Hoa và Pháp sư Ấn Độ phân tập lại, truyền giới cụ túc cho Lục Tổ. Pháp sư Ấn Tông mời luật sư Trí Quang ở Tây Kinh làm truyền giới sư cho Lục Tổ. Luật sư Trí Quang thì giới nghiêm minh. Trì giới nghiêm minh trong 4 oai nghi, hành trụ tọa ngoạ đều đầy đủ 4 đại oai nghi. Phạm nhất cử nhất động của luật sư đều cần phải hợp với luật nghi, không thể tùy tiện. Vì thế Kinh Lăng Nghiêm nói, nghiêm tị tỷ ni hoành phạm tam giới. Huệ Tích, luật sư ở Tô Châu làm Yết Ma, Thông Ứng luật sư ở Kinh Châu làm Giáo Thọ, Kỳ Đà La luật sư ở Trung Thiên Trúc thuyết giới, Mật Đa Tam Tạng ở Thiên Tây Thiên Trúc chứng giới. Giảm, Yết Ma là phạm ngữ, có nghĩa là biện sự, là người biện sự trong lúc truyền giới. Yết Ma cần phải xác thực tất cả mọi sở hành đều hợp với giới pháp, hợp với quy củ mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đặt ra. Các việc làm nếu không hợp với Phật Pháp thì không được Yết Ma chấp nhận. Lúc truyền giới sư hỏi thầy Yết Ma 3 lần, có thể truyền giới cho người này không? Mỗi lần Yết Ma đều phải trả lời, có thể. Trên giới đàn, Yết Ma ngồi bên trái của giới sư, Giáo Thọ sư ngồi bên phải, còn lại 7 vị chứng giới sư ngồi hai bên, tất cả là 3 vị A Xà Lê và 7 vị chứng giới sư. Các ngài đại diện cho 10 phương chư Phật giảng giải, giảng pháp và truyền giới, cho nên xuất gia thọ giới là một việc rất quan trọng. Giáo Thọ tức truyền thọ kinh điển, Kỳ Đa La là tiếng Phạn, nghĩa là công đức hoa. Pháp sư Mật Đa tinh thông ba tạng kinh luật luận, cho nên tôn xưng ngài là Tam Tạng Pháp Sư. Tất cả giới thần đều đến bảo hộ vị pháp sư tài trí này. Trong cuộc đời của ngài có rất nhiều sự tích thần kỳ. Mật Đa có nghĩa là hưng thạnh, tươi tốt. Nguyên giới đàn này do Tam Tạng Đại Sư Cầu Na Bạt Đà La ở triều nhà Tống đứng ra sáng lập và có dựng bia ghi lời sấm truyền rằng sau sẽ có một vị Bồ Tát xác phàm thọ giới tại chỗ này. Giảng Cầu Na Bạt Đà La nghĩa là công đức hiền. Vị pháp sư này ở chùa Quang Hiếu kiến lập một pháp đàn, trên pháp đàn dựng một bia đá có ghi lời dự ngôn, đời sau có một vị nhục thân Bồ Tát thọ giới cụ túc tại đây. Đến đời Lương Võ Đế, nguyên niên Thiên Giám, lại có Tam Tạng Đại Sư Trí Dược từ Tây Thiên Trúc ngồi thuyền vượt biển sang Trung Quốc, đem một cây bồ đề từ Thiên Trúc trồng nơi bờ ranh giới đàn ấy và cũng có đặt bia ghi lời dự ngôn như vậy. Sau này 170 năm sẽ có một vị Bồ Tát xác phàm khai diễn pháp thượng thừa ở dưới cội cây này, cứu độ vô số chúng sanh. Ấy là vị pháp chủ truyền thọ tâm ấn của Phật. Giảng Lương Vũ Đế Thiên Giám nguyên niên công nguyên năm 502, từ Ấn Độ Tam Tạng Pháp Sư Trí Dược ngồi thuyền vượt biển đến đây, nhìn thấy pháp đàn và bia đá này, bèn lấy cây bồ đề mà ngài đã đem từ Ấn Độ đến đây trồng bên cạnh pháp đàn và lập bia dự đoán rằng
170 năm sau sẽ có một vị nhục thân Bồ Tát ở dưới cội Bồ Đề này khai diễn Phật pháp thượng thừa, trực chỉ tâm địa kiến tánh pháp môn mà thành tựu Phật đạo. Cây Bồ Đề khắp nơi đều có thể sanh trường. Tại Trung Hoa hiện có rất nhiều loại cây này. Sự kia Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trên hội Linh Sơn Niêm Hoa thị chúng đem tâm ấn của chư Phật truyền cho tôn giả Maha Ca Diếp. Tổ sư là người truyền Phật tâm ấn mà pháp sư là người giảng kinh thuyết pháp. Nhục thân bất hoại của đại sư Trí Dược hiện vẫn còn bảo tồn trong chùa Việt Hoa, cách chùa Nam Hoa 5 dặm. Người quản lý trong chùa đã xuất gia không chiêu đãi khách thập phương, vì thế nếu muốn đi đến tham quan phải tự chuẩn bị đồ ăn thức uống. Lúc tôi ở chùa Nam Hoa đã từng đến chùa Nguyệt Hoa, nhìn thấy nhục thân của đại sư Trí Dược được giữ gìn toàn vẹn hoàn chỉnh, không có một chút hư tổn. Thật quả như lời sấm truyền, đại sư đã đến chỗ này mà thế pháp và thọ giới và chỉ bày yếu chỉ của tâm pháp truyền thừa cho tứ chúng vậy, rằng lục tổ sau khi xuống tóc thọ cụ túc giới bèn giảng kinh thuyết pháp cho tứ chúng nghe, truyền thọ bất nhị pháp môn, tức là từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đời đời tương truyền pháp môn tâm ấn. Qua năm sau nhằm mùa xuân, đại sư từ giã đổ chúng mà về chùa Bảo Lâm. Khi ấy sư Ấn Tông cùng các vị tăng người tục có trên 1.000 người đến tiễn ngài thẳng tới Tào Khê. Giảng mùa xuân năm sau, lục tổ từ giã đại chúng mà trở về Bảo Lâm, y phục màu đen tư là của người xuất gia, lúc đó người tại gia mặc đồ trắng bạch, vì thế nói tư bạch. Hàng ngàn người đưa tiễn đại sư đến Tào Khê, có người chưa đến Tào Khê mà nói rằng mình đã đến đó. Họ ngụy truyền cái gọi là Tào Khê pháp môn và thiền tông bí truyền. Thời mạt pháp khắp nơi đều có hiện tượng này, giả Phật giáo đồ, giả nhãn hiệu. Lúc ấy có thông ứng luật sư ở Kinh Châu cùng các vị học giả kể có 100 người đều theo học với đại sư. Khi đại sư đến chùa Bảo Lâm tại Tào Khê thấy chùa chật hẹp không đủ dung nạp đồ chúng thì có ý muốn mở rộng ra, ngài đến viếng một người trong xóm là Trần Á Tiên mà nói rằng lão tăng đến đây muốn cầu thí chủ cho một khoảnh đất vừa đủ trải tấm tà cụ được chăng. Giảng lúc đó luật sư thông ứng ở Kinh Châu biết lục tổ là vị pháp chủ truyền Phật tâm ấn, bèn dẫn đồ đệ của mình theo đại sư học pháp. Lúc đại sư đến Tào Khê nhìn thấy giảng đường nhỏ hẹp không thể dung nạp số người đông như thế, bèn có ý mở rộng giảng đường. Ngài đến thăm địa chủ Trần Á Tiên nói thí chủ có thể cúng dường cho lão tăng một mảnh đất bằng miếng tọa cụ này chăng. Trần Á Tiên nói tấm tọa cụ của hòa thượng rộng bao nhiêu. Đại sư lấy tấm tọa cụ chỉ cho Trần Á Tiên xem. Á Tiên thưa được. Đại sư liền lấy tấm tọa cụ phóng ra bao trùm hết bốn cảnh Tào Khê, lại có bốn vị thiên vương hiện thân ngồi trấn bốn hướng. Giảng đại sư đưa miếng tọa cụ cho ngài Trần Á Tiên xem. Ông ta nói, nếu ngài chỉ cần mảnh đất to bằng tấm tọa cụ thì con sẵn lòng cúng dường. Nhưng lúc đại sư trải tấm tọa cụ ra, không những khắp cả chùa Nam Hoa mà cả hơn 10 mẫu đất đều được che phủ. Lúc đó tứ đại thiên vương hiện thân, ngồi trấn ở bốn phương cho nên mới có cảnh giới kỳ diệu như vậy xuất hiện. Này tại cảnh chùa có núi thiên vương, vì nhân chuyện này mà đặt ra tên núi ấy. Trần Á Tiên thưa, con biết pháp lực của hòa thượng thật là quảng đại, nhưng vì phần mộ của cao tổ con đều nằm trong khoảnh đất này, ngày sau nếu có cất tháp xin giữ lại các phần mộ còn dai dư, con hỉ cúng hết để làm ngôi bảo phường vĩnh viễn. Lại chỗ đất này có long mạch hình voi trắng, vậy chỉ nên bình thiên chẳng nên bình địa. Về sau khi chùa được kiến thiết, nhất nhất đều làm y theo lời thỉnh cầu của Trần Á Tiên. Mỗi lần đại sư đi dạo trong cảnh chùa, gặp chỗ nào nước non xinh đẹp, ngài dừng chân ngồi nghĩ. Giảng, này trong cảnh chùa có thiên vương lĩnh, chính vì câu chuyện này mà được tên. Trần Á Tiên nói, con biết hòa thượng ngài pháp lực thần thông quảng đại, nhưng phần mộ cao tổ của con đều ở trong mảnh đất này. Tương lai sau này nếu xây dựng chùa tháp, xin ngài trở lại phần mộ của tổ tiên con. Ngoài ra các phần đất khác, con đều cúng dường tam bảo, vĩnh viễn làm đất giả lam. Long mạch của đất này rất thạnh, núi giống như hình voi trắng là nơi bào sở, tức là một chỗ rất tốt để xây dựng đạo tràng. Hình địa thế cao và vật kiến trúc nên xây dựng thấp một chút. Địa thế thấp thì có thể xây dựng cao một chút, khiến cho các mái nhà có thể quân bằng, nhưng không nên sang bằng đất đai, vì nếu đào đất sợ rằng sẽ làm tổn thương đến long mạch của núi, phá hoại phong thủy, tổn hại linh khí. Lục tổ thường thường dạo chơi trong cảnh chùa, nhìn thấy chỗ nào có phong cảnh đẹp liền ngừng lại để nghỉ ngơi.
Vì thế mà 13 lan nhã đã được lập nên ở những nơi ấy. Một trong những lan nhã đó nay là Hoa Quả Viện, cả thầy đều phụ thuộc đạo tràng Bảo Lâm. Nguyên nơi đạo tràng Bảo Lâm khi trước cũng có Tam Tạng Đại Sư Trí Dược ở Tây Thiên Trúc, từ Nam Hải qua cửa Tào Khê lấy tay bụng nước uống, nghe mùi thơm ngọt thì lấy làm lạ, bèn kêu môn nhân mà bảo rằng nước ở đây không khác gì bên Tây Thiên Trúc, trên nguồn khe chắc có thắng địa lập lan nhã được. Sư lần theo dòng nước lên tới nguồn khe, nhìn quanh bốn phương, non nước xây vòng, đầu non chân rụng, xinh đẹp lạ thường. Sư khen rằng cảnh núi này rõ ràng giống như cảnh núi Bảo Lâm ở Tây Thiên Trúc. Giảng tại sao khu đất bao quanh chùa Nam Hoa gọi là Bảo Lâm. Bảo Lâm có nghĩa là vô thượng pháp bảo diễn hóa tại chỗ này, người y pháp tu hành nhiều như cây trong rừng. Ấn Độ Đại Sư Trí Dược lúc uống nước tại Tào Khê cảm thấy mùi vị ngon ngọt chẳng khác nào ở Ấn Độ. Ngài biết rằng trên đầu nguồn chắc chắn có thắng địa, có thể kiến lập tự viện. Ngược theo dòng nước lên đến đầu nguồn, đến núi Bảo Lâm, lúc hoàng hôn xuống, nhìn chung quanh khắp nơi đều là sơn thanh thủy tú. Ngài tán thán rằng núi này thật giống núi Bảo Lâm ở Thiên Trúc, nên đặt tên nơi này là Bảo Lâm Đạo Tràng. Không phải chỉ có một mình ngài Tam Tạng Trí Dược mà còn rất nhiều đồ đệ đi theo. Ngài nói với họ rằng đầu nguồn của dòng suối là một thắng địa, có thể kiến lập tự viện. Tự viện tên gọi Lan Nhã là tiếng Phạn, nghĩa là tịch tĩnh xứ, là nơi thanh tịnh tu hành. Đất này thanh khiết, núi non xanh biếc bao quanh, phong cảnh tú lệ, thật là nơi thắng địa tu hành. Sư kêu dân làng Tào Hầu mà bảo rằng nơi núi này nên lập một cảnh chùa, sau đây 170 năm sẽ có một vị vô thượng pháp bảo diễn hóa tại chỗ này. Số người đắc đạo nhiều như cây rừng, vậy nên đặt hiệu chùa là Bảo Lâm. Thuở ấy có quan châu mục tỉnh Thiều Châu tên là Hầu Kình Trung, lấy những lời ấy mà làm biểu dâng vua. Vua nhận lời xin, lại ban cho một tấm biểu hiệu là Bảo Lâm. Thế mới thành một cảnh chùa Phật, ấy là một ngôi chùa có trước hết đời nhà Lương, niên hiệu Thiên Giám năm thứ ba. Giảng thôn này gọi là Tào Hầu, là hậu duệ của Tào Tháo thời đại Tam Quốc. Đại sư Trí Dược dự đoán 170 năm sau, vô thượng pháp bảo tức là lục tổ trụ tại Bảo Lâm và giáo hóa chúng sanh, tăng chúng xuất gia và người tại gia tại chỗ này, người khai ngộ đông như số cây trong rừng, vì vậy đất này gọi là Bảo Lâm. Lúc đó trưởng quan Thiểu Châu Hầu Kình Trung đem lời dự đoán của đại sư Trí Dược tâu với triều đình Lương Võ Đế, bèn ân tứ là Bảo Lâm. Thiên Giám năm thứ ba, công nguyên năm 504, xây dựng chùa này tức là chùa Nam Hoa hiện nay. Trước điện chùa có một cái ao, trong đó có một con rồng thường trồi lên hụp xuống làm náo động các cây rừng. Một ngày kia rồng hiện hình rất lớn, làm cho sóng nổi nước trào, mây mù tối mịt, các môn đồ đều kinh hãi. Đại sư nạt rằng, ngươi có thể hiện hình lớn mà không hiện hình nhỏ được. Nếu ngươi là thần long thì biến hóa được, nhỏ biến ra lớn, lớn biến ra nhỏ. Rằng thân rồng rất lớn, vì thế chỉ thấy thân của nó mà không thể thấy đầu, bay lượn trong nước làm cho sóng vỗ ầm ầm, sóng nước dâng cao 10 thước, 20 thước, thậm chí dâng cao 30 thước. Nó dường dường tự đắc, tự cho mình là tài giỏi. Đồ chúng đều lo sợ nói, thật là bất khả tư nghị, con rồng này muốn làm tổn hại chúng ta. Lục tổ của trách rồng, nếu người thật có thần thông thì có thể từ có biến không, từ không biến có. Người có thể tùy tâm như ý biến hóa, từ thân to lớn hóa thành thân nhỏ bé, từ thân nhỏ bé hóa thành thân to lớn, không có gì chướng ngại. Rồng ấy thoạt nhiên hụp xuống, dây lâu lại hiện hình nhỏ, nhảy khỏi mặt ao. Tổ mở bình bát nói thách rằng, chắc ngươi không dám chui vô bình bát của lão tăng. Rồng hăm hở nhảy tới trước mặt, đại sư lấy bình bát thâu vào, rồng hết phương vùng vẫy. Đại sư đem bình bát về chùa thuyết pháp cho rồng nghe, rằng lục tổ dùng nói lời nói khích khiến cho rồng hóa nhỏ, lập tức không còn thấy rồng nữa. Nhưng trong khoảnh khắc, một con rồng nhỏ bay lượn nhảy nhót xuất hiện trong nước. Lục tổ nói, người này đã biến thành thân nhỏ bé rồi.